Audio văn học Sang Thu Hữu Thịnh. 1. Tác giả Nguyễn Hữu Thịnh, sinh năm 1942, quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, là nhà thơ chiến sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Thơ Hữu Thịnh ấm áp tình người và giàu sức gợi cảm. Ông viết nhiều và hay về con người, cuộc sống ở nông thôn, về mùa thu. Hữu Thịnh là một nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thơ ông mang đậm dấu ấn về quê hương đầy hoài niệm, thường lấy người mẹ, người vợ làm nhân vật trung tâm. Thơ Hữu Thịnh không ồn ào, cao giọng mà luôn nén lại, lắng xuống dù dòng xúc cảm luôn mãnh liệt, dạt dào. Với Hữu Thịnh, thơ là cuộc sống có đủ cung bậc thuộc về con người. Thơ là kinh nghiệm sống. Ông nói thế, nhưng tôi rất tin rằng thơ là tâm hồn của Hữu Thịnh, tâm hồn đa mang, đa cảm của một nông dân, một người lính, một thi sĩ. 2. Tác phẩm khái quát. Hoàn cảnh sáng tác: năm 1977, in lần đầu trên báo Văn Nghệ, in lại nhiều lần trong các tập thơ. Văn bản này được rút từ tập Từ Chiến Hào Đến Thành Phố, nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, 1991. Đây là một trong những mùa thu đầu tiên của người lính vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nếu như họ là lính trong thời chiến, họ mới hiểu rằng đôi lúc chúng tôi đã rất mong trên đầu không có tiếng máy bay, dù chỉ để được đi tắm giặt, đi hái rau hoặc tranh thủ đọc vài trang sách mà cũng không có. Suốt ngày, người lính trong thời chiến phải đối diện với tiếng súng nổ, tiếng bom rơi và tiếng động cơ phản lực. Chính vì vậy mà có lúc nào đó không phải nghe những âm thanh ấy thì quả thật là quý giá vô cùng. Thể thơ năm chữ, mạch cảm xúc. Sang Thu là một bức thông điệp lúc giao mùa, mùa hạ dần qua, mùa thu tới. Khoảnh khắc ấy được diễn tả bằng sự rung cảm tinh tế, sự trải nghiệm sâu sắc của nhà thơ. Mạch cảm xúc xuyên suốt với hai nội dung nổi bật: cảm nhận về thiên nhiên lúc sang thu và suy nghĩ về đời người khi chống thu. Về ý nghĩa nhan đề, sang thu là gợi khoảnh khắc giao mùa của thiên nhiên. Khoảnh khắc sang thu của đời người là khoảnh khắc chuyển giao giữa tuổi trẻ sang độ tuổi từng trải, trưởng thành, vững vàng. Nhan đề hay, ý nghĩa góp phần thể hiện nội dung, tư tưởng của tác phẩm. 2. Phân tích nội dung. A. Những tín hiệu giao mùa. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Sang thu là một khoảnh khắc rất đặc biệt của thiên nhiên. Đó là lúc hạ vẫn chưa kịp đi mà hương thu đã lặng lẽ đến rồi. Bằng tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của tác giả đã phát hiện ra những tín hiệu của mùa thu. Tín hiệu đầu tiên là hương ổi. Hương ổi đi liền với từ bỗng được đặt ở đầu câu thơ đã diễn tả cảm giác bất ngờ, đột ngột, ngỡ ngàng của nhân vật trữ tình. Hương ổi đi liền với động từ phả diễn tả một làn hương ngào ngạt, sánh đậm, lan tỏa khắp không gian. Tác giả lựa chọn làn gió xe làm tín hiệu thứ hai cho khoảnh khắc giao mùa. Gió xe là ngọn gió heo may đặc trưng của mùa thu đất Bắc. Đó là một thứ gió khô và thoáng chút se lạnh. Làn gió xe ấy đã làm dịu đi cái nắng oi ả, gay gắt của mùa hạ và khiến cho làn hương ổi như sánh lại và trở nên ngọt ngào hơn. Tín hiệu thứ ba là những màn sương. Cảm nhận của tác giả có sự thay đổi từ khứu giác, xúc giác sang cảm nhận bằng thị giác. Nghệ thuật nhân hóa qua từ láy, trùng trình đã gợi lên dáng vẻ lãng đạng như đợi chờ, cố ý chậm lại đầy lưu luyến của màn sương. Trước khoảnh khắc giao mùa ấy, tác giả như đã giật mình, bối rối, hình như thu đã về. Hình như là một lối nói giả định, phán đoán không chắc chắn, với một chút nghi hoặc, nhưng lại rất phù hợp để diễn tả về cảm nhận mơ hồ lúc giao mùa. Sự kết hợp một loạt các từ bỗng, phả, hình như đã thể hiện tâm trạng ngỡ ngàng, vui mừng, hạnh phúc của tác giả trong phút giao mùa của vạn vật. Đó là những cảm nhận tinh tế của tác giả lúc thu sang và đối diện với những khoảnh khắc ấy, là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ. Phải tinh tế, nhạy cảm, nhà thơ mới có thể nhận ra bước sang thu nhẹ nhàng, vô hình, từ hương thơm của làng quê, từ những gì không thể cụ thể làm xốn sang lòng người. Nếu như trong thơ Xuân Diệu,
tín hiệu bắt đầu mùa thu là màu sắc mơ phai của lá vàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Thì tín hiệu đầu tiên trong mùa, trong bài thơ Sang Thu của Hữu Thịnh lại là hương ổi chín trong làn gió xe lạnh. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe. Sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được nhà thơ phát hiện ra nhờ tín hiệu của sự chuyển mùa là làn gió xe nhẹ nhẹ mang theo hương ổi chín lan vào không gian, một mùi hương đặc biệt của mùa thu ở nông thôn Việt Nam. Hữu Thịnh đã mang đến cho người đọc một cảm giác bất ngờ ngay dòng thơ đầu tiên, bỗng là bất chợt pha chút ngỡ ngàng. Tại sao lại là hương ổi mà lại không phải là các hương vị khác? Người ta có thể đưa vào bài thơ những hương vị ngọt ngào của ngô đồng, của cốm xanh, hoa ngâu, hoa cúc, nhưng Hữu Thịnh thì không. Giữa tiết trời cuối hạ đầu thu, ông nhận ra hương vị thơm thơm, ngọt ngọt của những trái ổi chín. Một mùi hương vốn dĩ quen thuộc mà có lúc nào đó đã bị bỏ quên, đã bắt đầu trở về khi chớm sang thu, để người đọc có cảm giác tưởng lạ mà quen, hương vị thân thuộc của làng quê. Hương ổi trong gió đầu mùa se lạnh chính là sứ giả của mùa thu. Nó đến khẽ khàng, khẽ đến mức nếu như ai vô tình sẽ không thể nhận ra được. Câu thơ ngắn gọn mà có cả gió, cả hương. Có thể nói Hữu Thịnh đã có một phát hiện về khúc giao mùa thật tinh tế và đặc biệt. Phát hiện của ông tạo nên một hồn thơ xứ sở đầy nét đặc trưng thi vị. Quang cảnh thiên nhiên lúc sang thu, sông được lúc rình ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Hai câu thơ đầu có cấu trúc đối tự nhiên chặt chẽ, đã diễn tả vẻ đẹp thiên nhiên và lòng người phút giao mùa. Hình ảnh dòng sông được nhân hóa qua từ lái rình ràng, tả thực một dòng sông tĩnh lặng trong trẻo với dòng chảy êm đềm. Con sông được nhân hóa như đang được nghi ngờ sau một mùa hạ vất vả bởi bão giông. Đi liền với từ được lúc gợi ta liên tưởng đến hình ảnh những con người đã đi qua thời chiến, trải qua lửa đạn, giờ đang được lúc sống chậm lại, đến lúc được nghỉ ngơi. Hình ảnh những chú chim được nhân hóa qua từ lái vội vã, tả thực những cánh chim di cư bay về phương Nam để tránh rét. Những cánh chim được nhân hóa như bắt đầu nhanh hơn, gấp gáp hơn khi nhận ra những đợt gió heo may, xe lạnh đang ùa về. Đi liền với từ bắt đầu gợi ta liên tưởng đến những người lính bước ra từ trong chiến tranh. Họ cứ ngỡ đã đến lúc phải nghỉ ngơi để suy ngẫm, xong lại chính là lúc họ bắt đầu phải vội vã, tất bật trong những lo toan của cuộc sống mới. Nghệ thuật đối được tác giả sử dụng một cách nhịp nhàng, tài tình qua hình ảnh rình ràng, vội vã đã làm nổi bật hai động thái trái ngược của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa, làm nổi rõ hai tâm trạng trái ngược nhau của con người khi bước từ chiến tranh sang hòa bình. Hai câu sau, quang cảnh thiên nhiên tiếp tục được tái hiện qua những sáng tạo vô cùng độc đáo, ấn tượng, nghệ thuật nhân hóa qua cụm từ có ý nghĩa tượng hình, vắt nửa mình. Khoảnh khắc giao mùa được tái hiện rất tinh tế, sống động bằng những câu thơ giàu giá trị tạo hình. Và ẩn sau khoảnh khắc đó còn là hình ảnh của đời sống lúc sang thu với biết bao biến chuyển, những suy ngẫm về cuộc đời. Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Những chuyển biến của thiên nhiên, nghệ thuật đối qua hình ảnh vẫn còn vơi dần nắng mưa đã tái hiện sự vận động trái chiều của hai hiện tượng thiên nhiên. Hình ảnh nắng và mưa là những hiện tượng của thiên nhiên vận hành theo quy luật và có thể dự báo. Tác giả đã mượn những hình tượng thiên nhiên quen thuộc, dễ nắm bắt để cụ thể hóa khoảnh khắc giao mùa. Những từ ngữ chỉ mức độ ước lượng vẫn còn bao nhiêu vơi bớt được sắp xếp theo tình tự giảm dần, cho thấy dấu hiệu của mùa hạ đang nhạt dần và những dấu hiệu của mùa thu ngày một đậm nét hơn. Tác giả đã làm hiện hình bước chân của mùa thu giữa đất trời,
đối diện với mùa thu của đất trời, trong lòng nhà thơ rào rạt bao nhiêu suy ngẫm về đời người lúc chớm thu qua những hình ảnh giàu sức gợi, hình ảnh sấm đi liền với lối miêu tả bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Sấm là tượng trưng cho những biến động bất thường, những khó khăn mỗi người có thể gặp phải trên đường đời. Hình ảnh hàng cây đứng tuổi được tượng trưng cho những lớp người đã từng trải, có kinh nghiệm dày dặn, đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió gian nan của cuộc đời. Và khi đã sang thu, con người luôn vững vàng hơn. Họ đón nhận những biến động bất ngờ bằng sự bình thản một cách tự nhiên nhất. Họ giải quyết mọi việc được bình tĩnh theo cách đúng đắn nhất. Khổ thơ đã bộc lộ trọn vẹn những khoảnh khắc thiên nhiên và đời người sang thu với những cảm nhận tinh tế và suy nghĩ sâu sắc của nhà thơ. Đặc sắc nghệ thuật. Thể thơ năm chữ giàu sắc thái tự sự nhưng cũng dạt dào cảm xúc trữ tình. Giữa các dòng thơ không có dấu câu ngăn cách, tạo nên sự miên man, trôi chảy, liền mạch trong dòng cảm xúc của nhà thơ. Cách sử dụng từ ngữ độc đáo, cảm nhận tinh tế, giọng thơ êm đềm, sử dụng các biện pháp tu từ quen thuộc nhân hóa, so sánh nhưng có sức điệu đạt cao. Cấu trúc bài thơ chặt chẽ, cân đối, phù hợp với mỗi khổ thơ lại mang dáng dấp của một bài thơ tứ tuyệt. Liên hệ mở rộng. Nhận định về tác giả và tác phẩm. Đọc sang thu của nhà thơ Hữu Thịnh, thêm một lần ta được thưởng thức vẻ đẹp của sự cảm nhận tinh tế, những rung động của một tâm hồn nhạy cảm nghệ sĩ lúc sang thu. Nguyễn Trọng Hoàn. Bài thơ không chỉ bảo cho người đọc biết thu đã trở thành cảnh sắc thiên nhiên, mà còn ngay trong cuộc sống con người, trong tâm hồn tôi và chắc với rất nhiều người yêu thu. Hữu Thịnh. Thiên nhiên sang thu chủ yếu là lắng lại, chủ yếu là chừng mực, đúng mức. Con người cũng thế, nhưng có điều khi sang thu, khi nửa đời nhìn lại thì người ta một mặt sâu sắc thêm, chín chắn thêm, thâm trầm, điềm đạm thêm. Mặt khác, người ta lại phải khẩn trương thêm, gấp gáp thêm, phải mau lên chứ, vội vàng lên với chứ. Thành ra, cái chữ vội vã của bầy chim lại cũng là sự vội vã của con người nữa đấy. Thiên nhiên và con người đều cùng một nhịp sang thu. Vũ Nho. Thơ Hữu Thịnh nghiêng về những suy tư và dày đặc những câu hỏi, đó là lý do khiến thơ Hữu Thịnh mang cái nhìn chiêm nghiệm về cuộc đời. Mặt khác, đã từng trải qua cuộc chiến tranh gian khổ ác liệt, đến thơ Hữu Thịnh là sự thăng hoa của kinh nghiệm sống, là sự ngân vọng của những kỷ niệm sâu sắc về một thời bom đạn. Thạc sĩ Hà Thị Anh. Đất nước ta ngay lúc này vừa trải qua chiến tranh, cuộc sống thanh bình đã trở lại. Trong cái mơ hồ phảng phất gió thu và lá thu đang ngả màu, nhà thơ đã trèo lên cây ổi chí vàng trong cả một vườn ổi bạt ngàn ở nơi này. Không có gì đặc sắc hơn, sánh hơn cái màu, cái mùi ổi chí vàng nhuốm trong cái nắng vàng của mùa thu. Không gian cao vút, sâu thẳm, yên tĩnh, bài thơ bật lên từ đó. Ngay khi nhà thơ còn ngồi trên cây ổi, những vần thơ được làm từ trong đầu chứ chưa đụng chạm gì đến giấy bút, bài thơ hình thành rất nhanh. Và chính tôi cũng lấy làm tâm đắc nên thuộc lòng và nhâm nhi đọc suốt một buổi không chán. Vài điều về bài thơ sang thu, nhà thơ Hữu Thịnh chia sẻ. Đoạn thơ liên hệ mở rộng. Thế là thu đã chớm sang, trên cành lá biếc trổ vàng bâng khuâng, khi mùa thu sang sao mai liên hệ với sự giao mùa. Đây mùa thu tới, mùa thu tới với áo mơ phai dệt lá vàng. Đây mùa thu tới xuân diệu, liên hệ với tín hiệu giao mùa lúc xa thu. Sáng mát trăm như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cổ mới. Đất nước Nguyễn Đình Thi, liên hệ với đặc trưng của mùa thu. Nắng thu đang trải đầy, đã trăng non mùi bưởi, bên cầu con nghè đợi cả chiều thu sang đông. Chiều sông thương Hữu Thịnh, liên hệ với sắc thu, sự biến chuyển của thiên nhiên đất trời.